Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo của chương trình và cùng đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi là đi đâu du lịch trong cái mùa cao điểm. Thưa quý vị, mùa hè thì là sự lên ngôi của các tour du lịch tới các cái địa phương có biển. Như ở Hà Nội thì du khách sẽ thường lựa chọn di chuyển đến miền Trung hay là miền Nam với những điểm đến như là Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn. Thế nhưng thời điểm hiện tại thì giá vé máy bay đến với những địa danh trên thì đang ở mức rất cao, thậm chí có khi gần bằng một tour cho thời điểm vài năm trước. Và đi đâu vào thời điểm này là câu hỏi được rất là nhiều người quan tâm. Còn với các hãng lữ hành nên quảng cáo hoặc là đẩy mạnh các tour tuyến nào cho phù hợp thì đã được cân nhắc. Hay là làm thế nào để có thể thu hút du khách trong bối cảnh khó khăn còn kéo dài vì biến động giá vé máy bay khi mà kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đến rất là gần. Cùng cao điểm mùa hè đến ngay sau đó thì những câu trả lời này sẽ có ngay phóng sự ngay sau đây. Một khảo sát trên website abay.vn cũng như trang web đặt vé của các hãng hàng không tại chiều đi vào ngày 27 tháng 4 bắt đầu kỳ nghỉ và chiều về ngày 1 tháng 5 kết thúc kỳ nghỉ, cho thấy với chặng bay Hà Nội-Phú Quốc, giá vé khứ hồi rẻ nhất của Vietnam Airlines hiện đã lên tới gần 12 triệu đồng, đã bao gồm thuế và phí. Vietjet Air đưa ra mức tốt nhất là hơn 4 triệu đồng, tuy nhiên chưa bao gồm thuế và phí. Giá vé nói trên chỉ có tính tham khảo trong thời gian nhất định, bởi mức giá rẻ nhất sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng người đặt trước hoặc hủy chỗ khi gần đến ngày bay. Với mức giá này, thậm chí đã bằng hoặc cao hơn giá chọn tour đi các điểm nước ngoài như Trung Quốc hay Thái Lan. Hôm nay giá vé bay tăng khoảng 30-35% so với mức năm ngoái. Thì hiện tại là cái lượng khách mà đi bay thì sẽ giảm và cái lượng khách mà đi điểm gần thì sẽ tăng. Và cái lượng khách mà đi outbound, cụ thể như Thái Lan hay Trung Quốc thì sẽ tăng rất nhiều. Bởi vì so cùng thời điểm giá thì Trung Quốc hay là Thái Lan có những đi dài ngày hơn và những điểm đi nó hấp dẫn hơn. Đồ ăn của Thái Lan rất là ngon. Thứ nhất là chè như mấy cái bánh rồi cái gì cũng rẻ. Được đi shopping, đi lung tung chỗ nào có được đi. Với cái trip mà đi Thái Lan như vậy là quá rẻ so sánh với Phú Quốc rẻ. Chính vì giá vé máy bay tăng cao nên năm nay tour du lịch qua đường cửa khẩu đến với Trung Quốc được nhiều du khách lựa chọn. Trước đó, từ ngày 11 tháng 12, chính sách giảm 25% lệ phí visa du lịch cho công dân Việt Nam của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực, giảm từ $60 xuống còn $45. Mức giá làm visa cho công dân Việt và Trung Quốc có mức thấp nhất trong danh sách những nước được áp dụng chính sách này. Bên cạnh đó, điểm đến này ngày càng có sức hút về thế mạnh văn hóa, bao gồm cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực. Bởi vậy, Trung Quốc đã trở thành một sản phẩm được nhiều đơn vị lữ hành đẩy mạnh trong dịp hè này. Để du khách tránh được cái phần mua vé máy bay, đó là những thị trường đi Trung Quốc đường bộ. Cũng rất là đẹp, cũng rất là tuyệt vời, bởi vì các điểm thắng cảnh của Trung Quốc thì chúng ta được biết là nó rất là nhiều và rất là đa dạng. Và cũng là một cái nơi mà khách Việt Nam mình đến rất nhiều sau khi Covid. Cho nên là chúng tôi vẫn phải có những cái gọi là những cái tình huống xảy ra là để thấp hơn những cái nhu cầu mà đang bị ảnh hưởng về vé máy bay. Thì Trung Quốc là một điểm mà có quá nhiều điểm đến. Cụ thể thì như là Thượng Hải, Bắc Kinh là những điểm mà nổi tiếng không nhắc đến rồi. Tuy nhiên là gần đây thì sẽ nổi lên cái chương trình đấy là Côn Minh hay là Bình Biên, Châu Hồng Hà là những cái điểm đến mà giá hấp dẫn, đi lại thời gian cũng di chuyển tiện lợi bằng đường bộ. Còn tại thị trường trong nước, năm nay cũng dự báo sự lên ngôi của các tour gần, du khách di chuyển bằng ô tô hay phương tiện tự túc. Không sử dụng các chi phí vé máy bay, đường bay thì chúng ta có thể tiết kiệm cái chi phí đó để sử dụng các dịch vụ tại chỗ. Vì có rất là nhiều những cái khu du lịch mới, khu du lịch resort mới, hoặc là các khu nghỉ dưỡng cũng như là các điểm tham quan gần Hà Nội và khu vực phía Bắc mà sử dụng đường bộ. Và chúng ta có thể tổ chức được để cho gia đình trải nghiệm những kỳ nghỉ đó. Tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, những tour tuyến nội đô hay liên vùng đã được quảng bá mạnh, ghi nhận sự chuyển hướng địa điểm của du khách. Nhiều đơn vị cho biết chuẩn bị cho điểm du lịch hè nhằm thu hút khách du lịch, rất nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi đã được tung ra. Đây đều là sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu xu hướng cũng như giải pháp trước những biến động của thị trường. Chúng tôi là có những cái điều chỉnh về giá, có những cái khuyến mãi mà áp dụng cho những cái chương trình vào cái mùa cao điểm hè. Chúng tôi sẽ đặc biệt khuyến khích cái việc khách đăng ký xa ngày
chúng tôi có những cái mức khuyến mãi cho khách là đăng ký trước 2 tháng, đăng ký trước 1 tháng. Chính vì chúng ta tổ chức sớm cái ngày hội du lịch thì để có điều kiện cho du khách sẽ có điều kiện là tiếp cận những cái sản phẩm du lịch và có cái đặt tour từ sớm. Doanh nghiệp du lịch cũng có điều kiện để bán tour sớm hơn và từ đó thì chúng ta có sự chủ động về cái việc giá vé máy bay. Chúng ta sẽ không có bị quá bị động khi mà book tour sát giờ. Từ nay đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sẽ còn rất nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch được tổ chức. Theo các đơn vị lữ hành, đó là cơ hội để cho du khách săn được các tour khuyến mãi giá rẻ, uy tín. Các đơn vị lữ hành đa dạng hóa, quảng bá thêm sản phẩm, phương tiện để không quá phụ thuộc vào giá vé máy bay.